Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quản, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do túc nghiệp, cần phải sám hối, bèn chí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 1 vạn biến, thì những người như thế sau khi mạng báo thân này, trong 1000 vạn đời về sau, thường sanh vào nhà tôn quý, không phải trải qua nỗi khổ nơi 3 đường ác nữa. Lược giảng. Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quản. Lại nữa, này Phổ Quản, như đời sau có những hạng người hạ tiện, đều là con người với nhau, tại sao lại có người tôn quý, có người hạ tiện? Do nguyên nhân gì mà người này thì tôn quý, người kia lại hạ tiện? Có 5 con đường dẫn tới quả báo hạ tiện, đó là: 1. Kiêu mạn. Tức là người kiêu mạn đối với người ngoài là chuyện thường tình, hầu như ai cũng mắc phải. Nhưng ở đây là nói về sự kiêu mạn đối với cha mẹ của mình, không biết kính trọng cha mẹ. 2. Can cường. Tức là cứng đầu, bướng bỉnh. Chúng sanh có thói can cường là những kẻ thiếu lòng thành kính, không kính trọng các bậc sư trưởng, không kính trọng sư phụ. Mặc dù các bậc sư trưởng nhọc lòng dạy dỗ, nhưng vẫn không chịu vâng lời. 3. Phóng dật. Tức là buông tuồng, không tuân giữ quy củ phép tắc. Có nhiều người chẳng những sống phóng dật, không giữ quy củ phép tắc, lại còn không cung kính cả Tam Bảo nữa. Đây là nhân duyên thứ 3 khiến người ta phải sinh vào hàng hạ tiện. Hạ tiện tức là thấp hèn, thường đi đôi với sự nghèo nàn túng thiếu. Nếu giàu có thì không hạ tiện, vì nghèo nên mới hạ tiện. Cho nên người ta thường nói là bần cùng hạ tiện. 4. Trộm cắp, tức là thâu đạo. Nguyên nhân thứ 4 là đời trước thường hay trộm cắp. Có hàng người chuyên lấy việc trộm cắp làm kế sinh nhai, hết tiền thì đi ăn trộm, ăn cướp tiền bạc hoặc cướp đồ đạc của cải châu báu vân vân của người khác đem đi bán. Dù bán được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ tiêu xài trong một thời gian ngắn là hết. Họ không làm một công việc gì cả, hàng ngày chỉ rượu chè say sưa, chơi bời lêu lổng, cờ gian bạc lận, nhậu nhẹt hút sách. Khi tiêu xài sạch túi rồi thì lại đi cướp nữa, không cần phải làm gì cả, và họ cứ lấy việc trộm cắp để duy trì cuộc sống như thế. 5. Mắc nợ, tức là phụ trái. Còn nhân tố thứ 5 dẫn tới quả báo hạ tiện là gì? Là mắc nợ, mượn tiền của người ta rồi trốn tránh, không chịu trả. Không cần nhiều, cho dù chỉ nợ 1 đồng bạc, chúng ta cũng không được thiếu. Dù tiền bạc là giả tạm, nhưng có thể được dùng để làm những việc chân thật, thiết thực và hữu ích. Do đó, chúng ta không nên hoang phí hoặc chi tiêu bừa bãi. Ví dụ, quý vị mượn tiền của người khác rồi không muốn trả, bèn lánh sang nơi khác để trốn nợ, và cho rằng hành động như thế là khôn ngoan, có lợi cho mình. Thực ra không có lợi chút nào, bởi quý vị quỵt tiền của thiên hạ, nên sau này chính mình phải chịu quả báo bần cùng hạ tiện. Trên đây là 5 nhân duyên dẫn tới quả báo làm người hạ tiện. Hoặc tớ trai hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do. Không được quyền tự do có nghĩa là
cái thân thể này của mình bị lệ thuộc, mình là kẻ nô lệ và phải nghe theo sự sai khiến của chủ nhân, không được tùy tiện muốn đi đâu thì đi hoặc muốn làm gì thì làm nữa. Rõ biết là do túc nghiệp cần phải sám hối. Những người mà hiện đời phải thuộc hàng hạ tiện bị mất tự do hoặc phải đem thân làm nô tỳ tôi tớ cho kẻ khác đều là do đời trước họ đã gây ra nghiệp tội rất lớn, rất nặng. Vì vậy, bây giờ họ cần phải thành tâm, ăn năn, hối cải. Họ có thể lạy sám đại bi, sám tịnh độ hoặc các loại sám khác để sám hối các tội lỗi của mình. Tại sao hàng ngày chúng ta đều lạy sám đại bi? Bởi chúng ta cũng không biết rõ được đời trước mình đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp, cho nên lúc nào cũng phải sám hối hết thảy mọi tội lỗi. Bèn chí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 1 vạn biến. Các chúng sanh khốn khổ đó nhờ biết lỗi nên đem lòng thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ lạy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, và trong suốt quãng thời gian từ 1 ngày cho đến 7 ngày chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát được đủ 1 vạn biến, thì những người như thế sau khi mãn báo thân này, trong 1000 vạn đời về sau thường sanh vào nhà tôn quý, chẳng phải chịu đựng bao nỗi thống khổ trong 3 ác đạo nữa.